Trả lời được luôn nha, người thông tin theo vẫn trả lời được ha. Nếu đúng với em tên chương trình và tên đại
gì chương trình mà New Way Disco Disco World. Dạ đúng rồi, chúng tôi là lên sau đây xin mời nhắn khách hàng là chúng ta tiến ra đây nhận về những chiếc của bảo hiểm đến từ chương trình Minh Long địa chỉ nhiêu. À, con gì bán có mới bán xe bán ba chiếc tùm nè. Dạ anh có đi nhận quà anh. Trả lời xong nhận quà mới đi về chứ. Không nhận em nhận cho. Em sẽ đang xin mời đại diện đến từ đại lý cho Minh Long ạ. Sẽ trao những chiếc bảo hiểm đến cho quý khách hàng ạ. Rồi mọi người đứng sang bên trái giúp em ha. Đứng sang bên trái giúp em 2 phút thôi ạ. Vậy rồi các em ạ. Mỗi khách là một người bảo hiểm nha. Rồi mình cắt lép một phòng như vậy. Mình nhắn lại chụp tấm hình lưu niệm cùng với chương trình ạ. Cảm ơn tất cả quý khách hàng ạ. Rất đơn giản để nhận về những phần quà đến từ chương trình chúng tôi đào và cảm ơn những món quà đến từ đại lý Yamaha Thao Minh Long ạ. Ai muốn có quà nhé, đến với chương trình sẽ nhận quà. Đừng quên đi trở lại chương trình trước 11 giờ sáng ngày hôm nay để chúng ta tham gia phúc thăm trúng thưởng may mắn cho chị má. Khi đi hướng bay theo tàu chúng tham gia chương trình có đầy đủ các nhóm cọc đỏ của Yamaha để chúng ta tham gia phúc thăm trúng thưởng cho chị nha.